Bóp rồi. Bóp cái bà chân nhảy rồi. Bóp hoặc là thu ở trong bà chân mà bay như một kia thôi. Vô mặt đây coi. Con này phải 7-8 kg. Chuẩn bị khâu. Đụng quá, cái cần đụng quá. Chạy rồi. Nấu nha ta. Nói cho qua, cho vô khúc đó đi, cho vô khúc nói đó đi. Rồi, qua rồi. Nấu nằm trong rồi. Em nói sợ thì. Nấu thì cơ thế. Bảy không à, bảy. Anh sao em lấy vậy? Nói vạt đi nè. Nó chạy ra ngon rồi đó. Là việc được đó. Được đáy xuống thì bóp chứ thụ gì không nãy cái này nãy câu màu chèo màu ấy mà phải nổi không? Mà nổi cái xanh cá mà con cá vậy là bóp rồi biết luôn rủ không má bóp rồi bóp luôn bóp chứ thụ hai cái rồi chứ. Chắc là thu thôi chứ bóp thôi chứ còn không bị chân là nó bay mất người kia rồi bay tưng tưng kia rồi bà nội nó bay dữ lắm chuẩn bị lên nha cá nha anh em cá hát là lên gửi tình hình. Hay thôi chứ đừng gặm nào chút đó. Cầm anh không? Nhảy xuống bắt rồi giờ. Nó bắt rồi. Còn khâu luôn đi. Trời xích ra, cái đậu chứ. Thu rồi. Thu tỉnh nha. Thu cái bớt cái kia, nổi mặt nước vô mình. Quẩy ngay, đi nổi đi. Quẩy nhảy lên em quẩy ngay. Quẩy khác vừa đóng tiền vừa đóng. Lấy đài không? Lấy đài không? Ờ, đài chế không mà. Má đi mang vô là cho giống như ta chứ. Mập
cầm không chịu lên mà. Phương ơi lấy chú quá. Đi rồi lấy cá đi. Con theo nữa hả? Con ba mấy ký nha. Anh thấy anh đi. Đu quá hai con có con theo nữa. Cầm. Có điện tích nữa. Chứ to rồi. Đù má hai con giúp con nó theo. Má con giếm tao. Câu ai đó. Mắc lại câu con chạy. Đù quá con kia theo cả, có con theo thấy không? Đù giữ nó theo mà. Trời ơi. Giữ nó theo mà. Được rồi. Giữ nhân theo hả? To lắm. Sao to thì chứ? Đây là lấy cái con đuôi đuối này hoặc câu cô đáy này nha. Cuốn lên đi. Cuốn lên mình cầm cái câu đi chơi cho tao. Theo anh. Đi theo gì biết sao giờ đây. Dục mồi qua ngay nó luôn. Thấu rồi nha. Không con kia nha, bỏ này đi ha. Để con này nó nằm đó, nó đi em giữ dây nó đi. Không kia. Đó. Đi sao nhanh. Anh xuống. Chạy xuống rồi thấy không? Đi. Khâu con này lên đi. Con kia hai con đủ đeo. Đi con nói ra mày bỏ kia. Đủ mắt con kia đâu mày lừa lên nè. Khấu đâu có đéo lên. Lừa cho lên sát nữa. Khấu cái má nó mệt nó còn thở hơn mình nữa kìa. Mệt rồi. Đuối rồi. Thôi đứng giải nha, nghe mày.